Các bạn thân mến, theo công bố của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tổng sản phẩm quốc nội của Nga tính theo sức mua tương đương đã vượt Nhật Bản để chiếm giữ vị trí thứ tư thế giới, chỉ sau Ấn Độ, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Khi nghe đến đây các bạn có thấy điều gì kỳ lạ không? Khi mà Nga đang là nước chịu cấm vận nhiều nhất từ phương Tây. Hãy nhớ lại, không phải từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, mà ngay từ năm 2014, sau khi bán đảo Crimea trưng cầu dân ý để tái sáp nhập về đất mẹ Nga, thì phương Tây đã tung ra rất nhiều các đòn cấm vận trừng phạt lên Nga. Và đỉnh điểm là trong 3 năm nay, số cấm vận của phương Tây đã lên tới mức kỷ lục. Hàng vạn lệnh được coi như là đòn trừng phạt đến từ địa ngục. Cứ tưởng những đòn hiểm đó sẽ làm nền kinh tế Nga sụp đổ, nước Nga bị gục gá. Nhưng không, không những mong ước của phương Tây đã không xảy ra, mà trong những năm gần đây, Nga đã lần lượt vượt qua các đối thủ sừng sỏ tại châu Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức để chiếm ngôi vị nền kinh tế số một lục địa già, và nay đã chính thức vượt Nhật Bản để nằm trong bộ tứ bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vậy điều gì đã xảy ra? Các bạn hãy cùng kênh phân tích sâu hơn nhé! Vào tháng 2 năm 2022, sau khi đã dùng mọi biện pháp nhằm bảo vệ cho các cư dân gốc Nga ở miền đông Ukraine tránh bị đàn áp mà không thành công, thì cuối cùng Nga vẫn phải phát động chiến dịch quân sự để phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine. Chiến dịch diễn ra ngay trước thời điểm liên quân Ukraine-NATO đã chuẩn bị xong hàng chục vạn quân để tiêu phạt các vùng lãnh thổ Donbass mà họ coi như là ly khai thù địch. Và chỉ cần có thế, như một bản kế hoạch đã được lập sẵn, phương Tây lập tức tung đòn trừng phạt mạnh nhất trong lịch sử nhằm bóp chết nền kinh tế nước Nga, trong đó có việc đóng băng 300 tỷ đô la dự trữ quốc tế của Nga, một hành vi không khác gì đi ăn cướp. Tuy nhiên, thay vì bị rơi vào tình cảnh lúng túng khủng hoảng, thì Nga đã phản ứng rất ản bằng cách liên tục mở rộng kho vàng tích trữ, đảm bảo cho nền kinh tế duy trì ổn định bất chấp cấm vận. Nga vẫn giữ vững khả năng giao dịch với các đối tác lớn như Trung Quốc và Trung Đông, bất chấp áp lực từ phương Tây. Việc Nga đẩy mạnh mua vàng là một bước đi đầy khôn ngoan trong bối cảnh nước này đang từng bước xây dựng một trật tự thế giới mới, trong đó đồng đô la Mỹ không còn giữ vai trò trung tâm và bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn thấy ngón đòn judo của tổng thống putin đã được áp dụng trong trường hợp này như thế nào nhé chính vì hành vi cháo trở của phương tây trong việc đóng băng tài sản của nga đã khiến các nước khác hoảng sợ họ giật mình khi thấy rằng đến cả đại cao thủ võ lâm như nga còn bị cướp cạn thì thân phận nhỏ bé của họ có nghĩa lý gì mà phương tây không dám cướp và chỉ cần nga phất cờ là ngay lập tức các nước đã nhất loạt đứng lên đi theo để cùng nhau xây dựng một hệ thống tài chính mới một đồng tiền mới như các bạn đã thấy trong cuộc họp brics diễn ra tại nga hôm kia có bạn kia có bạn hỏi tại sao nga không rút tiền tại phương tây trước khi tiến hành chiến dịch quân sự tại ukraine thì xin thưa với cả nhà thực ra với bộ óc thiên tài của tổng thống putin thì ông đã nhìn ra được trước những trò bẩn thỉu này của phương tây tuy nhiên nếu ông rút tiền hết về nga thì sẽ rút dây động rừng sẽ làm sao có thể lừa được một phương Tây kiêu ngạo tự chui vào cái thòng lọng do nó răng ra. Phương Tây có cướp được 300 tỷ đô của Nga, nhưng cái giá mà nó phải trả là niềm tin của thế giới với hệ thống tài chính do nó kiểm soát sẽ sụp đổ, mà cái này còn đáng giá hơn 300 tỷ đô gấp bội. Đó là chưa kể Nga đã dọa sẽ tịch thu tài sản của phương Tây với cái giá cũng chẳng kém hơn 300 tỷ đô kia. Vậy thì cuối cùng phương Tây không những không nuốt trôi được 300 tỷ đô của Nga, mà lại còn tự tay bóp chết hệ thống tài chính của mình thứ đã giúp họ đứng ở vị thế bá chủ đòn đánh mượn sức đối phương để quật ngã đối phương của putin ở đây là thế đó bạn nên nhớ tiền về cơ bản chỉ là giấy sở dĩ nó có giá trị là vì mọi người đều có niềm tin vào nó còn nếu niềm tin không còn thì nó cũng chỉ là đống giấy vụn mà thôi phương tây tham bắt bỏ mâm quen thói ăn cướp mấy trăm năm nay rồi ngạo mạn định cướp trắng tiền nga nhưng mà đâu có dễ thế nga chứ có phải là libya hay iraq đâu mà dễ bị bắt nạt như vậy bước đầu tổng thống putin đã tương kế tựu kế khiến phương tây gậy ông đập lưng ông trong vấn đề tài chính từ nay niềm tin của thế giới và sự công bằng trong sáng của hệ thống tài chính phương tây đã không còn những khái niệm kiểu như gửi tiền vào ngân hàng thụy sĩ là an toàn nhất trên thế giới giờ đây sẽ chỉ là dĩ vãng bước tiếp theo tổng thống putin sẽ tạo ra một hệ thống tài chính mới mà để làm được điều đó phải có thứ để hỗ trợ nó. Và không có gì có thể tốt hơn ngoài vàng. Vàng là một thứ kim loại có giá trị thật, cả ngàn năm hay vạn năm nay thì giá trị của nó vẫn được đảm bảo, chứ không như đống giấy luận kia vẫn được đảm bảo, chứ không như đống giấy luận kia. Do vậy Nga đã tăng cường thu mua vàng với tốc độ nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào trong một thập kỷ. Nước này cũng đã cho xây dựng một trong những kho dự trữ vàng lớn nhất thế giới và đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất vàng hàng đầu theo số liệu Nga dẫn đầu thế giới về lượng mua vàng. Khi Ngân hàng Trung ương Nga mua vào 1.300 tấn vào tháng 8 năm 2023, tính đến nay, tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của Nga đã lên mức kỷ lục, chiếm 31% tổng dự trữ ngoại hối. Về khai thác và chế biến sản xuất, Nga hiện chiếm khoảng 10% tổng sản lượng vàng toàn cầu, là quốc gia sản xuất vàng đứng thứ hai thế giới. Vàng là một tài sản vật chất có thể được lưu trữ trong nước, không phụ thuộc vào hệ thống tài chính quốc tế, giúp Nga miễn nhiễm với mọi lệnh phong tỏa và tịch thu, trở thành tấm khiên vững chắc cho nước này chống lại đòn trừng phạt đến từ địa ngục của phương Tây. Trước đó, Venezuela cũng đã có bước đi chiến lược tương tự khi phải đối mặt từ phương Tây. Quốc gia này cũng lựa chọn vàng như giải pháp thoát hiểm khỏi tình cảnh bị cô lập tài chính. Venezuela đã gửi vàng thỏi sang Iran để đổi lấy hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất dầu mỏ. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy vàng không chỉ là tài sản dự trữ mà còn là phương tiện trao đổi linh hoạt, một công cụ chiến lược để vượt qua phong tỏa kinh tế của phương Tây. Do vậy mà bất chấp hơn 16.000 lệnh cấm vận từ phương Tây mà nền kinh tế Nga vẫn vững vàng, với mức tăng trưởng ấn tượng 3,6% vào năm 2023. Và trong năm nay, nền kinh tế nước này đã vượt Nhật Bản để chiếm ngôi vị số 4 thế giới. Ngoài vàng thì bạc cũng nằm trong kế hoạch tích trữ tài sản của Nga. Nga đang đầu tư vào sản xuất bạc với các dự án mới như Mỏ Prognos, dự kiến cung cấp từ 140 tấn đến 200 tấn bạc mỗi năm. Việc Nga tập trung vào bạc đã khiến Hoa Kỳ lo lắng, vì nước này phải nhập khẩu bạc để đáp ứng cho 80% nhu cầu trong nước. Và một lần nữa, Nga đang nắm trong tay một công cụ có thể khiến thương, và trong bối cảnh nhiều quốc gia có thể học theo Nga gia tăng dự trữ bạc như một tài sản chiến lược, thì chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến sự tăng giá của bạc tương tự như sự bùng nổ của vàng trong thời gian gần đây. Chưa hết nhé các bạn, ngoài hai kim loại quý là vàng và bạc, thì Nga còn là nhà sản xuất hàng đầu về bạch kim và palladium, hai nhân tố thiết yếu trong công nghiệp ô tô và sản xuất thiết bị điện tử. Nga đóng vai trò thống trị trên thị trường palladium với khoảng 40% sản lượng toàn cầu. Ngoài các kim loại quý, Nga còn là một trong những nước sản xuất hàng đầu thế giới về khí đốt, dầu mỏ, nhôm, nickel và uranium. Đặc biệt, sự kiểm soát của Nga đối với nguồn cung cần đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì kim loại này cần thiết trong sản xuất pin xe điện, một ngành công nghiệp đang bùng nổ trên toàn cầu. Có thể nói, nước Nga giống như một anh điền chủ với mảnh đất rộng bao la, giàu có các loại khoáng sản. Bởi thế mà mấy anh châu Âu bên cạnh sống chen trúc trong các mảnh đất chật hẹp, trong các mảnh đất chật hẹp, lại thiếu thốn tài nguyên, làm gì mà không ghen tị cho được. Do vậy mà Nga đâu cần phải đánh nhanh, đánh hủy diệt ở Ukraine làm gì? Nga đánh là để tiêu hao nguồn lực của phương Tây và NATO. Bạn thử nhìn xem, với tiềm lực tài nguyên thiên nhiên hàng đầu như Nga, thì liệu một phương Tây toàn đi in tiền với cho vay nặng lãi, liệu có so sánh nổi không? Nếu không đi ăn cướp khắp năm châu suốt 500 năm nay thì làm gì có khu vườn địa đàng châu Âu, nơi chất đầy vàng bạc châu báu của các thuộc địa, mà lúc nào cũng lên giọng là văn minh dân chủ nhân quyền. Thật là đạo đức giả và trơ chẽn hết sức tiền về cơ bản là giấy và hệ thống tài chính phương tây đang bảo đảm cho đống giấy đô la hay euro của nó bằng hai thứ một là niềm tin của thế giới và sự công bằng và văn minh của phương tây và hai là do e sợ sức mạnh thống trị về quân sự của phương tây cả hai thứ đó của phương tây đều đã bị tổng thống putin dần hóa giải thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine các hành vi phạt của phương tây với nga một cách phi lý vô hình chung đã khiến niềm tin vào hệ thống tài chính phương tây sụp đầu còn việc một mình gấu Nga khiêu vũ giữa đàn sói phương Tây tại Ukraine đã làm nhiều nước có đủ dũng khí để xa rời cái hệ thống tài chính bá quyền của phương Tây. Nga và các đối tác BRICS của nó hiện nay đang dần xây dựng một hệ thống tài chính mới, nơi hàng hóa và kim loại quý như vàng bạc trở thành công cụ thay thế cho đồng đô la. Nga cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng nhanh chóng, không chỉ ở Trung Đông mà còn tại các quốc gia châu Phi giàu tài nguyên. Những động thái này của Nga chính là để chuẩn bị cho đòn tấn công vào từ huyệt của nước Mỹ, đó là hệ thống Petrodollar. Như các bạn đã biết, nước Mỹ đã từ bỏ chế độ bản vị vàng và xây dựng hệ thống đô la dầu mỏ để thay thế. Việc Mỹ thoát ly khỏi bản vị vàng từ năm 1971 đã khiến đồng đô la trở thành một loại tiền pháp định không còn được hỗ trợ bởi tài sản vật chất, hay nói cách khác, nó chỉ được duy trì giá trị bởi Mỹ bắt các nước khác phải dùng nó bởi bởi không dùng đô la mỹ thì sẽ chẳng ai có thể mua được dầu mà không có dầu thì nền kinh tế sẽ sụp đổ các bạn có thấy điều này vô lý không rất vô lý nhưng nó vẫn tồn tại bởi vì mỹ là bá chủ thế giới có ai dám phản đối không cứ thử phản đối xem một là ăn cấm vận mặt kiếp như iran hay triều tiên hai là bị đảo chính lật đổ chế độ như tại libya ba là mỹ đưa quân vào trực tiếp làm thịt cả tổng thống như là với trường hợp iraq vậy nên mấy anh chị kali cực đoan nên bớt tự xưng chúng tôi là công dân của thế giới hoa kỳ tự do văn minh đi nhé đều là những trò kịch cỡm tiêu chuẩn kép và đạo đức giả cả chỉ lừa được những người nhẹ dạ cả tin thôi nên nhớ mỹ bản chất vẫn là một nước đế quốc cáo già lọc lõi hàng đầu thế giới nó luôn che đậy bản chất thật bằng những thứ rất hào nhoáng những khẩu hiệu rất cao đạt kiểu như văn minh dân chủ nhân quyền để lòe bịp thiên hạ ngày nay Mỹ đang gặp phải hai hòn đá khó để vượt qua đó là Trung Quốc và Nga và ngày càng nhiều các quốc gia đang bắt đầu dựa vào hàng hóa vật chất như bạc và vàng làm nền tảng tài chính thay thế khiến đồng đô la Mỹ ngày càng suy yếu. Lại một lần nữa nhắc lại với mấy anh chị đang chê trách nga đánh kém, bị xa lầy ở Ukraine rằng trong hoàn cảnh bị cả phương Tây tập thể hùng mạnh do bá chủ Mỹ lãnh đạo bao vây cô lập, vậy mà nga vẫn tổ chức thành công hội nghị BRICS với sự tham gia của lãnh đạo khắp nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam của chúng ta. Nếu Nga mà đánh kém như anh chị nói thì liệu các nước có gan dám đến Nga tham dự hội nghị không? Chắc chắn là không, vì khi đó ai cũng phải lo cho cái thân của mình cả. Ngay cả cái logic đơn giản này mà các anh chị cũng không chịu hiểu sao. Và lại như kênh đã nói, Nga thừa sức đánh bại Ukraine trong một nốt nhạc, nhưng khi đó Ukraine sẽ bị hủy diệt, dân chúng sẽ bị thảm sát. Và như vậy là Nga đã rơi vào bẫy hiểm của phương Tây rồi lúc đó cả thế giới dù muốn hay không vẫn phải tẩy chay cô lập nga hoàn toàn và như vậy nga có thắng cuộc chiến ukraine thì cũng sẽ thua toàn cục trên thế giới vậy nga đánh thắng nhanh như vậy ở ukraine thì có nghĩa lý gì chi bằng cứ đánh chậm tiến chắc như ngày nay đánh theo kiểu tầm ăn dâu vừa đánh vừa bình định các khu vực kiểm soát xây dựng cơ sở hạ tầng khôi phục đời sống sinh hoạt và sản xuất của cư dân ukraine vùng đông nam ai ai mặt mày cũng vui vẻ rạng rỡ cả thế thì phương Tây còn cớ gì mà cô lập Nga được nữa? Nhất là trong bối cảnh so sánh với cái nhà nước Israel đã tàn sát hơn 4 vạn người Palestine, thì người ta lại càng thấy sự nhân đạo của Nga, lại càng không có lý gì để cô lập tẩy chay. Chính vì thế mà hội nghị BRICS vừa rồi ở Nga mới nhộn nhịp, mới khiến phương Tây chấn động là vì thế. Hội nghị BRICS diễn ra tại thành phố Karan từ ngày 22 tháng 10 là hội nghị đầu tiên của các nhóm nền kinh tế mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Kể từ khi mở rộng vào đầu năm nay với sự gia nhập của Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ethiopia và Iran. Ông trùm dầu mỏ Ả Rập Xê Út cũng đã chính thức công bố kế hoạch gia nhập vào tháng 8 năm 2023, với quy trình chính thức hóa tư cách thành viên bắt đầu từ tháng 1 năm 2024. Hiện có khoảng 34 quốc gia đang quan tâm đến việc tham gia hoặc hợp tác. Nghe đến đây thì các bạn thấy trên 3 phần tư dân số thế giới vẫn đang chơi với Nga. Vậy thì cái một phần tư thế giới phương Tây đó đâu có thể đại diện được cả thế giới đâu, đúng không các bạn? Vậy mà có mấy anh chị mê Tây ở Việt Nam cứ mở miệng ra là Nga bị thế giới cô lập, đúng là cái búa định kiến quá lớn. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ lý giải một vấn đề rất quan trọng, vì sao Nga bị cấm vận ngặt nghèo mà vẫn phát triển kinh tế ầm ầm nhé cả nhà. Dành cho những ai chưa biết thì vào năm ngoái Liên minh châu Âu EU đã trở thành khách hàng mua khí hóa lỏng lớn nhất của Nga chi hơn 6 tỷ euro cho nước này. Ô là thế nhỉ, tưởng châu Âu hô hào cấm vận Âu hô hào cấm vận khí đốt của Nga cơ mà, thế hóa ra là chỉ cấm bằng mồm thôi à. Nói chung là các bạn nên quen dần với phong cách của mấy anh Tây đi nhé, nói vậy mà không phải vậy, ai thì cũng vì lợi ích của mình mà thôi. Chắc do các anh sợ ông trùm Mỹ quá nên phải hô lên vậy cho có thôi. Chứ kỳ thực không có khí đốt Nga thì chịu sao được. Lạ nhất là anh Pháp lúc nào cũng to mồm chống nga nhất mà nhập khí nga thì lại nhiều nhất hài thật còn đau nhất là anh đức đường ống thì bị phá khí đốt nga thì tự tay bóp giờ thì kinh tế bết bát công ty phá sản hàng loạt rồi đòi đóng cửa di cư ra nước ngoài có cái dại nào bằng cái dại này không nói chung là người việt ta có câu vắng mợ thì chợ vẫn đông châu âu từ chối dầu khí giá rẻ của nga thì nó lại chảy sang các đối thủ ở châu á như ấn độ hay trung quốc Nga đã tăng gần 70% đội tàu chở dầu bóng tối của mình. Xuất khẩu bằng đường biển tăng từ 2,4 triệu 123 lên 4,1 triệu thùng vào tháng 6 năm 2024. Và như các chuyên gia nhấn mạnh, các biện pháp chống lại tàu vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga là hoàn toàn vô ích. Nhiên liệu sẽ đơn giản chảy đến châu Á chứ không phải đến châu Âu. Theo đó châu Âu sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho việc mua khí hóa lỏng của Ấn Độ và Trung Quốc, mà vốn dĩ vẫn của Nga. Trong khi đó nó cũng vẫn phải mua khí đốt với giá cắt cổ từ các đồng minh như Mỹ hay Na Uy, thế có đau không? Các bạn nên nhớ, Nga là nhà cung cấp cho châu Âu hơn 30% nhu cầu khí đốt và khoảng 25% dầu thô. Dù tìm cách thay thế bằng khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ, Qatar và Na Uy, nhưng thị trường khí đốt toàn cầu không đủ khả năng bù đắp nhu cầu khổng lồ từ châu Âu. Cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm kinh tế khác, đặc biệt là tại châu Á đã đẩy giá khí đốt lên mức cao, gây sức ép lên người tiêu dùng và các ngành sản xuất tại Đức, Pháp và Ý. Ngoài ra, Nga và Ukraine, Pháp và Ý. Ngoài ra, Nga và Ukraine vốn là các nhà cung cấp lớn nhất về lúa mì, dầu hướng dương và phân bón. Sự gián đoạn nguồn cung từ hai quốc gia này đã khiến giá thực phẩm toàn cầu tăng mạnh, làm trầm trọng thêm lạm phát tại châu Âu. Nhiều ngành công nghiệp buộc phải cắt giảm sản xuất vì giá năng lượng vượt quá khả năng chi trả. Thế nên hẳn các bạn sẽ không lạ gì với cảnh đợt vừa rồi nông dân mấy nước này đem máy cày đến đỗ đầy trung tâm thủ đô. Rồi họ còn lấy cả máy tưới phân để phun vào cảnh sát nữa. Nói chung là bẩn kinh khủng. Họ tức giận cũng đúng, vì các chính phủ châu Âu đã đem tiền hỗ trợ cho nông dân để cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Giờ đây giá năng lượng tăng cao nên nông dân châu Âu chịu không nổi nữa. Thôi thì để xem nốt mùa đông năm nay thì dân châu Âu có nổi loạn hay không một sai lầm lớn của phương Tây là đã tự dâng lợi thế cạnh tranh lên cho đối thủ. Châu Âu vốn dĩ có giá nhân công cao, nhờ giá năng lượng và tài nguyên rẻ của Nga thì mới có chút cạnh tranh so với châu Á. Ở đó cho châu Á, thì còn đâu cơ hội để đấu lại nữa. Ví dụ như Anh Ấn Độ thì đã nhanh nhỏ tận dụng cơ hội để mua dầu Nga giá rẻ, sau đó tái xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế sang châu Âu. Điều này tạo ra một nghịch lý. Đó là dù cấm vận Nga, châu Âu vẫn phải mua năng lượng có nguồn gốc từ Nga thông qua các nước trung gian như Ấn Độ. Và tất nhiên với giá cao hơn, anh Ấn Độ thì cười ha hả vì ăn được tranh lệch trung gian. Còn với anh Trung Quốc thì hàng hóa vốn đã rẻ, nay lại có nguồn năng lượng dồi dào giá rẻ của Nga, thì châu Âu sao chịu nổi nhiệt. Chính sách cấm vận Nga cũng khiến nảy sinh mâu thuẫn trong nội bộ Liên minh châu Âu. Việc các anh chửi nhau, cãi nhau, đòi khai chửi nhau ra khỏi EU giờ đã là chuyện thường. Nếu một ngày mà EU tan rã thì cũng không phải chuyện lạ, vì có còn lợi ích gì nữa đâu mà ở. Một số nước như Hungary và Slovakia công khai phản đối các lệnh trừng phạt mới vì lo ngại về tác động kinh tế. Trong khi đó, Đức và Pháp phải đối mặt với áp lực trong tăng cao và sự phản đối của người dân đối với các chính sách hiện tại. Mùa đông năm nay sẽ trở thành thử thách lớn nhất cho các quốc gia châu Âu khi mà giờ tìm đâu được nguồn cung nào giá rẻ hơn của Nga. Như vậy các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây đã vô tác dụng và đẩy chính họ vào cuộc khủng hoảng kép, vừa khan hiếm năng lượng vừa chịu áp lực lạm phát và bất ổn chính trị. Các bạn thân mến, nhiều người Việt Nam hay chê Nga, sao Nga giàu tài nguyên thế mà vẫn nghèo, kém quá, nhưng các bạn đâu có biết, suốt bao năm Nga bị phương Tây kìm kẹp trên chính đống tài nguyên bao la của mình. Nay Tổng thống Putin đã lựa thời chọn thế đưa Nga thoát khỏi vòng kim cô kiềm tỏa của phương Tây và đưa mọi thứ trở lại đúng với giá trị của nó sau này châu Âu có quỳ gối xin Nga cung cấp lại năng lượng và tài nguyên thì may ra Nga còn xem xét. Nhưng e rằng lúc đó cái giá sẽ không còn rẻ mặt như trước. Bạn có tin Nga có thể tiếp tục vươn lên các vị trí cao hơn, ví dụ như xoán ngôi thứ ba của Ấn Độ hay không? Nếu bạn tin là có thì nếu bạn tin là có thì nhấn số 1, nếu không tin thì nhấn số 2 nhé. Chương trình hôm nay đến đây là tạm dừng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký, chia sẻ và bấm chuông để nhận được các thông báo mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Quý độc giả thân mến, nếu ai có nhu cầu mua điện thoại mới thì có thể nhấn vào đường dẫn mua hàng ở phần mô tả của kênh hoặc ở biểu tượng nhỏ góc trái bên dưới màn hình nhé. Đây cũng là một cách để ủng hộ sự phát triển của kênh. Xin cảm ơn.